Mẹ ạ. Bên con đang có chương trình chăm sóc da dành cho lứa tuổi của mẹ ạ. Hay là chiều nay mẹ có rảnh không? Con về đón mẹ. Qua spa con nhé. Mẹ thải độc da, thư giãn xong rồi. Thôi, cuộc sống đang mệt mỏi căng thẳng lắm. Mẹ không có thời gian để thư giãn đâu. Mình thải độc da xong rồi tiêm tiêm căng bóng cho trẻ hóa da của mẹ. Sao tự dưng lại phải tiêm? Da mẹ đang phù hợp với tuổi của mẹ mà. À, hay ý con nói tức là trông mẹ già quá phải không? dạ không ạ, con không có ý đó. Chỉ là con muốn mẹ qua đây để đẹp hơn thôi. À, da mẹ đã đẹp sẵn rồi, đẹp hơn thì cũng thích hơn ạ. Nếu mẹ không thích căng bóng thì mẹ 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 truyền trắng, mẹ truyền trắng nhá. Không có tiêm cái gì vào người cả, độc hại. Dạ hay là thôi mẹ cứ qua spa con đi, mẹ muốn làm cái gì cũng được ạ. Này, sao tự dưng hôm nay con lại gọi đến mẹ, xong rồi mời mẹ đến làm hết cái nọ đến cái kia thế hả? Dạ con thực ra là con ngại quá. Con muốn nói với mẹ là con. À, mẹ biết rồi. Chỗ con ế quá phải không? Nếu mà ế quá ấy, thì con dẹp tiệm đi. Xong về nhà, tu chí mà chăm chồng chăm con, biết dọn dẹp nhà cửa đây này. Ba của con có ế đâu ạ. Chẳng qua là con thấy đợt vừa rồi mẹ đi xa về, con thấy mẹ cũng hơi mệt mỏi nên con muốn mẹ thư giãn thôi. Cũng biết là mẹ mệt mỏi buồn bực cơ đấy. Biết thế mà để nhà cửa lộn tùng phèo lên. Hân này, Nếu mà con ở spa nó ế một chút ý, thì con để ý đến chồng con. Thằng Đức Anh nó đi làm về mệt mỏi nó ngủ quên. Con cũng không biết là chồng con có cuộc họp quan trọng để mà gọi nó dậy. sếp mà đến muộn thì nhân viên nó coi là cái gì nữa. Thì anh ấy có việc quan trọng phải chủ động chứ ạ. Làm sao mà con biết để nhắc anh ấy được. Bố á, việc to việc nhỏ gì mẹ cũng đều biết hết để nhắc nhở bố đấy. Đàn ông người ta làm việc lớn, người ta dễ quên. Nhưng phụ nữ mình thu vén nhà cửa, mình nhắc nhở như thế mới phải chứ con. Thế mẹ có thấy là anh ấy đi từ sáng đến tối không ạ? Làm sao mà con kè kè bên cạnh anh ấy để nhắc nhở được ạ? Mà sao mẹ cứ trách con suốt? Thôi, thế mẹ trách mẹ vậy. Thế cho nó nhanh. Dạ, con. Lý ơi, có chuyện gì xảy ra đấy? Là sao? Ngoài sức tưởng tượng của tao luôn ấy. Tao làm gì sai à? Why? Tao chả làm gì sai cả. Thực sự thì tao nghe xong cuộc nói chuyện của hai mẹ con mày ấy, hai mẹ con mày khắc khẩu lắm luôn ấy. Rõ ràng là con dâu mời mẹ chồng đến trải nghiệm dịch vụ thải độc, thế mà thành một cuộc gọi điện vô cùng độc hại. Ly, mày khách quan mày nói luôn đi, ai sai ở đây? Tao sai hay mẹ chồng tao sai? Hả, nói đi, ai sai? Tao hay là mẹ chồng tao? Làm sao mà tao khách quan được? Tao là bạn thân của mày mà. À, hóa ra mày cũng nghĩ tao sai đúng không? Con này. Nói đi. Không phải, tao không có ý đấy. Thế là ý nào? Mày không sai. Đúng, tao không sai. Nhưng mà mẹ chồng mày nói cũng có lý mà. Tao chỉ cần biết là rốt cuộc là ai sai. Nói nhanh lên. Nói đi. Ông Đức Anh sai. Đúng. Nếu ông ấy mà không. Khách. Lao động là vinh quang bạn ơi. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ôi lâu lắm chị mới đến em ấy nhá. Hôm nay chị mới rảnh mà. Đi em đưa chị lên phòng nhá. Em ơi, chuẩn bị phòng cho chị Hồng nhá. Với cả tôi xin chào. Ủa, sao thế bạn yêu? Giọng sụt sịt thế, ốm à?
Đâu chắc ai nhắc đây. Cô chỉ hết 55 nghìn ạ. Hay còn bạn thân tao nó nhắc anh rồi đấy. Anh ký giúp em cái này với ạ. Còn ai vào đây nữa. Này, cái bản kế hoạch của ông Hoàng tao gửi đấy nhá. Check xem có vấn đề gì không. Ừ. À, tất cả tối nay tao rảnh. À, xem bên anh Hưng thế nào, mình xét ra một vụ đi. Ừ, kiếm chỗ nào xịn xịn tí, tao thầu từ A đến Z luôn. Rồi, biết rồi, thế nhá. Ok. Cho anh một lát tiền nóng nhá. Còn, anh có một lát tiền nóng với 50 nghìn ạ. Mình cho anh chuyển khoản. Alo, mẹ đây. Mẹ à? Ôi, đùa, sáng nay con đi vội quá, quên cái ví. Mẹ xem vào phòng con xem ví ở đâu mẹ gửi của con đến công ty nhá. Ừ. Có cái bằng lái xe là quan trọng nhất. Bây giờ mà đi đường bị gọi lại phiền. Được rồi, để mẹ lên mẹ xem rồi mẹ gửi cho nhá. Yêu mẹ. Cái này là phải làm đúng theo liệu trình cho nên là chị phải thật chăm chị nhá. Ừ. Qua em thường xuyên là đảm bảo da trắng sáng mịn màng luôn. Ừ. Chị tin ở em à? Hoa Hoa, gọi xe cho chị Hồng về nhá. Dạ vâng ạ. Chị về nhá. Em là chị ạ. Em là chị. Em là chị ạ. Lý. Con đây ạ. Mẹ đổi ý rồi ạ. Đây đây, để con gọi xe đón mẹ nhá. Mẹ không có thời gian mà đến spa của con để làm đẹp đâu. Đức Anh nó để quên ví ở nhà. Con về lấy mang đến công ty cho nó đi. Mẹ ơi, hay là mẹ đặt ship? Đặt ship nhanh hơn nhiều đấy ạ. Bao nhiêu giấy tờ quan trọng, biết cả tiền mà con lại bảo là gửi xe ôm làm sao được. Mẹ mệt đến mới nhờ con đấy. Con bận thì thôi, để mẹ ra đấy đi vậy. Chị ơi, mọi người đang chờ ạ. Chị lên họp ạ. Riêng bộ phận làm mặt sẽ làm nốt hai khách VIP nên là sẽ lên muộn 30 phút ạ. Vậy thì mình sẽ lùi lại 30 phút nhá. Dạ vâng ạ. Vì đây là buổi phổ biến phương pháp tái tạo da mới nên chị muốn có đầy đủ mọi người. Dạ.